chiều 31 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thường, cảnh sát viên trung cấp, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Lê Quang Thành, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng. Và truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Lê Ánh Sáng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, nhận được tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, nên một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã đến cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị, sơ tán phương tiện thì bị một lượng đất đá đổ xuống vùi lấp.